Người ơi, hello bạn bè của Nails Job. Hôm nay Cindy sẽ làm một cái French design bằng hydrogel tap. Cái này là một cái sản phẩm rất là tốt cho mọi người ha, tại vì cái này nó không có mùi, cái này rất là dễ xài. Em biết là bây giờ trong cái thị trường ai cũng muốn kiếm cái sản phẩm nào nhưng mà rất là dễ để cho mình xài trong tiệm. Với khách thích cái này nữa tại vì nó không có nặng quá giống bột thường. Cái này là mình đeo khoảng 3 4 tuần á, mình kêu khách trở về để làm feel. So hôm nay Cindy sẽ làm một cái French giống như vậy cho mọi người coi ha. Hello chị Jess, hello Sophia. Dạ, mọi người nhớ share với like cái video dùng cho Cindy ha. Hôm nay Cindy sẽ làm cái step by step with the French tap hydrogel system. Yes, cái này là em làm thêm một cái design with cái kim tuyến. Tại vì bây giờ hiện tại trong cái tab collection đó, mình có 59 màu lận. No, I'm sorry, 58 màu chứ. Mình có 58 màu, rất là nhiều màu để cho mình cho khách chữa loạn hay say chọn. Để cho khách chọn. Sorry ha, hôm nay Cindy chưa có uống hết cà phê. So cái tiếng Việt của Cindy không có rành. Yeah, so hôm nay Cindy sẽ làm cái design này. This is so cute. Cindy xài mấy cái bông bây giờ đang hot trên cái thị trường này. So cái bông 3D á, bây giờ mình không có cần tụi mình làm với bột, cái này nó có sẵn rồi. So trong cái set này thì nó có 10 màu lận. Very cool. Em xài mấy cái này nhiều lắm. Mỗi lần em làm á, em làm một món vậy đó, em lấy khách khoảng 5 tới 8 đồng, chứ 10 đồng luôn á. Tiêu theo mình làm nhiều hơn hơi ít. Nhưng mà cái bông này đó không có nhiều tiền nữa. Mình mua nguyên bộ này là 10 màu mà mấy ba mươi mấy đồng thôi à. Nhưng mà mình sẽ kiếm rất là nhiều tiền from cái design này. Cái màu hôm nay Cindy xài cho French là của cái màu số 4 với số 2. Cái này là cái size lớn của French mà màu. Nhưng mà lần nào mình muốn start cái sản phẩm này trong tiệm nhưng mà mình chưa có biết là mình muốn mua cái kit nào hoặc cái màu nào đó, Cindy sẽ quảng cáo là mình mua cái kit bằng French. Cái này là cái kit French collection. Để cho em zoom ra chút xíu để cho mọi người coi cái kit này. Cái hộp này là thì là dễ nhất cho mình mua tại vì trong cái kit này thì mình có 8 màu. Mình mở lên á thì nó có hai lớp lận. Ở trên thì nó có top base, nó có cái hũ để cho mình bỏ alcohol. Cái alcohol mình xài là 8 70% không ha. Mình đừng có xài nó ít quá hay nó cao quá. Cái độ là mình xài là 70%, so just 70% rubbing alcohol. Trong cái kit mình có clear trắng hồng. Ở dưới mình có hai lớp nữa. Mình có thêm 5 hũ màu hồng. Cái này là mấy màu mà mình xài với French ha, mình làm ombre được nữa. Trong cái kit này mình có thêm hai cái cây cọ, một cây là cái pusher. Cái này là Cindy sẽ xài cho mình đẩy da khô trước đầu mình start cái hybrid gel. Cái cọ đó thì mình có một size thôi. Cái cọ thì mình xài với tab. Cái cọ này rất là nhỏ ha mọi người xí. Tại vì cái sản phẩm tab là nó dẻo lắm, nó dễ cho mình control. Cái này nó không có chảy, nó không có khô. So lần nào mình xài đó, mình thấy là mình không có cần nhiều cái cọ. Cái different size, một size là đủ rồi. Tại vì cái này mình không có cần đè nó nặng nữa. Tại vì hydrogel nó mềm lắm. Nó mềm nhưng mà nó easy, very easy to control để cho mình làm bộ mới ha, mình làm feel, mình làm rất là nhiều design được, mình làm ombre kim tuyến nè ha, marble với hydrogel được nữa, tại vì bây giờ mình có rất là nhiều màu. Cái box kit này đó, cái investment là 175 đồng nhưng mà mình làm rất là nhiều khách ha, một tube như vậy nhỏ xíu như vậy đó mình làm tới 15 tới 20 khách lận, phải mình làm một màu không? Nhưng mà lần nào mình chuyển qua chuyển lại đó thì cái kit nó xài rất là lâu. Tiếp sau cái promotion bây giờ mình đang có trên website là ai mà chưa có hydrogel, ai mà muốn refill cái sản phẩm hydrogel clear đó, tụi em có một set giống vậy nè. Cái này kêu là salon kit. Salon kit nó có 4 hũ lượng. Trong cái kit đó thì mình có đồ nhà nữa nè. So nó package sẵn cho mình hết rồi, nó có cọ nè ha, nó có 4 tube clear. Cái này là màu clear để cho mình build ra một cái full set ha, một cái foundation để cho mình sơn nước sơn gel ha, mình vẽ design lên. Trong cái kit mình có base, top với cái cọ nữa.
So cái promotion là mình mua cái salon kit này là 165 đồng. Tụi em sẽ tặng theo thêm một cái kit nhỏ nữa. Cái kit này là hai hũ thôi, hai hũ clear, nhưng mà nó có đủ đồ nhẹ ở trong này nữa. So, tiệm nào mà chưa có hydrogel đó thì em nghĩ là mua cái flash sale này đi, tại vì cái này là để cho mình start luôn, để cho mình giới thiệu cái sản phẩm trong tiệm, để cho mình làm full set feel ha, ha, cái gì cũng được hết. Nhưng mà hydrogel là một cái service là mình muốn add vô cái salon, tại vì phải mình có bộ rồi, mình có dip rồi, mình có gel manicure, nhưng mà mình không có hydrogel thì khách sẽ đòi, phải mình không có cái service hydrogel trong tiệm thì mình sẽ mắc khách. So nhớ là ha, nhớ là mình muốn upscale ha, upgrade cái salon mình, mình phải theo cái thị trường, mình phải theo cái trend. Và bây giờ cái trend là người ta đang xài hydrogel rất là nhiều. Ok, so let's start ha. Mọi người ready chưa? So ai mà có câu hỏi gì thì nhớ nhắc vô comment cho Cindy ha. Ai mà muốn nhắc cái deal lỡ đó thì để cho Cindy biết. Ai mà muốn mua đó thì để tên đi. Tụi em sẽ có sales team để coi cái live. And sales team sẽ nhắc tới Facebook để cho take order ha. Ok, so before mình start, hồi nãy Cindy prep no bed rồi, tại vì mẫu em hôm nay có nước sơn gel, so em tháo xong rồi, nhưng mà em chưa có push up cuticle. So em vũ bằng máy không? Hồi nãy em vũ bằng giấy rồi, nhưng mà bây giờ em muốn đẩy thêm cái da khô bằng cái này. Cái này kêu là cái cuticle pusher của Tab. Cái này trong cái kit đó thì nó có, nhưng mà em biết là nhiều người đang mua cái này thêm nữa, tại vì mọi người cái xài cái này xong á là em biết là sẽ ghiền, tại vì cái này nó đẩy lên da khô rất là rõ. Với cái này nó không có đau khách nữa, cái này nó không có đau cái cuticle của khách. Ai mà có cuticle mềm á, thì cái này nó xài tốt hơn á, tại vì cái này nó better than cái đầu dũa. And also hydrogel là một cái sản phẩm mình giới thiệu cho khách mà muốn natural. So ai mà thích natural thì không có thích dũa mái nhiều. So ok, so để cho Cindy đẩy thêm cái da khô. Hồi nãy em chạy máy xong rồi, so bây giờ em không có nhiều khô da khô để đẩy. Dạ mọi người khỏe không? Thank you so much ha mọi người đang coi. So ai mà đang xài hydrogel trong tiệm rồi đó thì thả tim cho em đi, thả tim để cho em biết là nhiều người đang xài hydrogel trong tiệm. Look at that. I love this cuticle pusher. Cái cuticle pusher này nó đẩy thêm chút xíu chỗ để cho mình đắp, để cho nó kỹ hơn. Ok, so mình xong hết rồi, mình sẽ phủi bụi chút xíu. Em lấy cái bằng chả này, tại vì một khách đó thì mình xài xong thì mình thảy vô cái disinfectant để cho nó không có bị nhiễm trùng. So that's good. Ok, hôm nay Cindy sẽ xài cái tip này. Cái tip này là nó more C-curve ha mọi người. Em biết là cái C-curve tip của mình đang có bây giờ nó hơi bự. Nhưng mà không sao đâu. Để cho nó có đi. Để cho nó dễ cầm. Nè, để cho em coi, cho mọi người coi cái curve tip em xài hôm nay đó là very curve luôn á. You see that? It's very C-curve. Bây giờ đó, cái shape này là more, look more beautiful. Cái này nó đẹp hơn. Cái này nó không có thẳng quá, không có flat quá. Ok, em sẽ xài cái 1 second glue này. Cái móng này nó vừa cho nhiều lắm, tại vì nó có một cái C curve để cho mình make sure that mình cover hai bên không này đó. Cái, tại vì em biết là có nhiều tip nó không có được cover hai bên không. So để cho Cindy bỏ chút xíu keo ở đây, tại vì em không muốn cho nó run nhiều quá. Ok, you see that? 1 second glue. 1 second and nó dính liền, dính chắc luôn á. Cái móng này dài, rất là dài luôn. Cái này là for extreme customer. Ok, em bỏ chút xíu keo vậy sao. Em lấy hai bên không này, em đè nó xuống. Sometimes Cindy thích xài
cái tweezer để cho em bóp hai bên khom này nữa. You see that? Ok, cái này chưa vừa. Nhớ là cái C curve mình phải cover hai bên khom ha, tại vì cái này là không phải là flat. Dạ, mọi người có mua màu mới của Hyper Gel chưa? Cái collection là kêu là Cotton Candy, cái nó là có pastel với có kim tuyến nữa. Hôm nay Cindy sẽ xài cái kim tuyến màu của cái candy. Hồi nãy quên lấy cái color chart cho mọi người coi cái màu. Bây giờ mình có 58 màu lận. 58 colors total in the Hyper Gel collection. Tụi em sắp ra màu mới nữa rồi. Ai mà thích nhiều màu nữa thì thả tim đi. Yeah, tụi em sẽ sắp ra màu mới. Cái này là mình sẽ launch tháng sau. Maybe tháng này, em chưa biết nữa. Depend on lẻ tay hay không. Yeah, tụi em đang plan add nhiều màu lắm. Tại vì có nhiều người đang xài pink and white clear, but a lot of people want to have more colors. So we're gonna keep adding more color. Okay. Móng tip này đó, mình dễ nhất là mình lấy cái đồ cutter như vậy, mình cut. Như vậy nó không có bị crack. Để em cân. Today we're gonna go a little bit more natural, huh? Không phải là nó dài quá. Hôm nay Cindy sẽ làm một bộ này là cái bộ này là trong tiệm là mình làm nhiều nhất là medium, not too short, not too long. So cái này kêu là medium length. Short là mình lấy nửa cái tip. So when you do short hybrid gel là mình phải có mấy cái level để mình tính tiền. Giống mình đắp bột đi. Đắp bột mình start là 45 tới 50 đồng phải không? So bộ hyper gel nhị nữa, mình có một giá là mình start, and then nó dài hơn thì mình lấy hơn, tại vì mình phải xài nhiều sản phẩm hơn. So same concept, same thing. Yeah, the only difference là cái technique với cái product là nó khác thôi. Okay, so Cindy bây giờ sẽ xài cái đầu giũa bằng giấy để mình giũa cho nó sàng sàng chút xíu. Hello, hello mọi người. Hi Florence, how are you? Hi everybody. Hôm nay nó rất là quiet trên live ha. Huh? Yeah. Mọi người đâu rồi? Mọi người đi chơi hay mọi người đang bận đang làm gì? Ok, không sao đâu. Em xong cái live em sẽ post lên để cho mọi người coi lại ha. Huh? I know sometimes trong tiệm mình nó có thời giờ để coi full live đâu, nhưng mà ai mà mới vô đó nói hi với bye đi. Lát mình có thời giờ thì mình sẽ coi nguyên cái live from step by step. Hôm nay Cindy sẽ làm cái kỹ thuật này là dễ nhất cho mọi người làm French ha. Làm French có nhiều cách là để làm lắm, nhưng mà hôm nay Cindy sẽ lấy một cái kỹ thuật, một cái technique là mình quen rồi. Trong tiệm mình cắt French có nhiều cách để mình cắt, nhưng mà các chị Cindy Nguyễn, đem chị Mary Lâm, Tâm An Nguyễn say hi. Hi, hello everybody, hello chị, hello mấy chị. Ai mà có cơ hội để đi Atlanta tuần trước có cặp bạc với Cindy thì nói hi đi ha. Nhớ là tháng 5, like tháng này nè, tháng này là 10 năm tay tụi em sẽ có mặt ở trên Atlanta nữa để làm show với trước sau có lớp nữa, nhưng mà ai mà không có đăng ký cho lớp đó thì tới show để say hi đi, để coi tụi em làm demo. Ok, so bắt đầu với hybrid gel là dễ, rất là dễ luôn. Mình có
cái base gel này, cái base gel này nó có primer với bonder, cái này nó sẽ phủ cho cái hybrid nó giữ dính theo cái móng thiệt. So nhớ là cái móng thiệt mình phải prep nó rất là kỹ, không có được dính da khô ha. Cái lúc mình prep giống cái lúc mình clean up cái nail bed để cho mình sưng nước sưng gel, là phải cái móng tay nó có nhiều da khô thì nước sưng gel nó đâu có dính đâu. Hybrid gel vậy thôi, tại vì hybrid gel là bằng gel, phải không? So mình phải prep rất là kỹ. Cái lớp base gel thì em sẽ bỏ một lớp mỏng. Cái base gel là một cái nhưng mà nó hơi dài chút xíu, tại vì nó sẽ phủ cho cái nail bed dính theo với cái hybrid. So nhớ là cái này nó không phải là mỏng mỏng chứ nó không có là dày quá, nhưng mà nó sẽ level cái surface cho mình để cho mình đắp dễ. Nhớ là mình phải chỉnh da cái da chút xíu ha. Cái chỗ cuticle á, mình đừng có đụng cái cuticle để cho cái base cho nó không có bị lên cái da. Ok, so we're gonna cure this for 30 seconds. Mình sẽ bỏ vô máy 30 giây. So base gel là mình sẽ hơi đèn cho nó 30 giây ha. So mình xài cái base gel ở dưới cái foundation thôi. Bây giờ mình cắt lên. Ok, hôm nay Cindy sẽ xài cái màu số 4 với số 2. Hai màu này là from cái French collection. Hồi nãy em cho mọi người thấy cái màu cái hộp đó. Cái hộp trong cái hộp này thì nó có cái size nhỏ. Số 2 với số 3. Số 3 là mình xài cho French được nữa, nhưng mà hôm nay em sẽ xài số 4. Hồi nãy em không có lấy cái color chart ổn quá. Không có. Ở trên đây nè. Okay, so I'm gonna use number 4 and number 2. Trong cái collection của tụi em đang có bây giờ đó, để cho em cho mọi người thấy French màu luôn ha. So trong cái box set hồi nãy em cho mọi người coi đó là mình có 8 hũ. Nó sẽ có clear, white and then mấy màu pink này để cho mình làm French. So hôm nay Cindy sẽ xài số 4. Số 4 nó hơi nổi chút xíu. So ai mà có cái nail bed nhưng mà không có được đẹp nhiều đó thì mình xài số 4 được, tại vì cái nó sẽ cover cho mình. Ok, so dễ nhất là em sẽ lấy ra cái cap của cái màu trắng này. Em sẽ get ready cái hybrid gel này. Mình phải có cái hũ để đựng alcohol. Alcohol là 70% thôi. So remember 70% alcohol. Mình không có cần nhiều đâu, tại vì mình không có cần trộn vô cái nước alcohol với cái bột này. And em có cái brush. Nhớ là cái brush mình phải rửa rất là kỹ mỗi lần, như vậy nó không có bị hư cái cọ mình. Ok, cái technique Cindy xài hôm nay là em sẽ lấy cái tip để cho em cắt. So, bây giờ em sẽ đổi qua lấy cái tip almond. Thường thường á, em thích làm cái màu hồng trước, nhưng mà hôm nay Cindy sẽ làm màu trắng trước. So, ai mà đang coi bây giờ đó là rất là tốt ha. Tại vì em sẽ cho mọi người coi cái kỹ thuật em làm với French. Em sẽ làm hai móng. Tại vì mình có hai bàn tay. Nên là mình làm á, mình làm hai móng trước nên mình bỏ vô đèn nên mình quất bên kia. Như vậy cái màu trắng nó không có bị mờ. Đó, cái bột này nó không có chảy nhưng mà phải mình để nó lâu á, cái line của cái French nó sẽ bị mờ. Thì mình không có muốn cho nó mờ thì mình làm hai móng trước cho nó hơi đầy liền. Ok, so bây giờ em sẽ cắt reverse, không phải là reverse chứ em sẽ cắt màu trắng trước, phải là em cắt màu hồng á. Đúng, chính xác là mình nói là cái đó là cái reverse French. Nhưng mà if I do white first, then we just call this traditional French. So bây giờ em sẽ kiếm cái tip nhưng mà nhỏ. Nhỏ, but the same size as the nail bed. Ok, tại vì cái tip này nó có một cái C. Mọi người có thấy không? So em sẽ turn nó around. Bỏ vô cái nước alcohol chút xíu. And then em sẽ cân để cho em cắt. Mọi người có thấy rõ không? Ok, beautiful. Rất là dễ phải không mọi người? So this is one way to do French.
Tại vì có nhiều người hỏi là mình cắt được không? Yes. Mình cắt bằng nail tip ha, mình cắt bằng cái đậu sắt. Cái đậu sắt á, sometimes mình làm, mình xài cái đậu sắt á, sometimes nó không có vừa cái shape của cái nail bed. Bởi vì Cindy thích xài cái cut của cái tip. Tại vì nó bằng plastic, nó dẻo hơn. You guys like that? Ai mà làm French seeing á, thì mình lấy cái cách này để mình làm đi. That's very easy. Ai mà thích cái màu trắng này, là cái này là màu trắng của French collection. Tại vì bây giờ hiện tại đó tụi em mới ra cái màu trắng, rất là trắng luôn. Cái nó kêu là, I think it's cotton candy. But let me show you. Chút xíu Cindy sẽ cho mọi người thấy hai cái màu trắng. Ok, so bây giờ em lấy cái tip. Em bỏ vô cái nước alcohol chút xíu. And then em sẽ cân. And then kéo nó lên. Phải nó bị mờ chỗ đây đó, thì mình sửa nó. Mình chỉnh sửa lúc nào cũng được hết á, tại vì mình chưa có hơi đèn. Beautiful. Ok, em cho hơi đèn chút xíu. Phải mình có hai bàn tay đó thì mình đi qua đi lại nhỉ. Nhưng mà bây giờ em đang làm demo một bàn tay thôi thì mình đợi chút xíu. Nè, ở đây á, em sẽ bỏ chút xíu kim tuyến. Cái này là cái kim tuyến của cái new color. Em sẽ xài Tam G1. So lát em hãy làm cái này. Ok, so em để cho nó set chút xíu and then làm tiếp theo. Yes, mọi người có thích cái cách này không? Yes, like this technique, let me know. Thả tim đi. Yeah, cái này đó là very easy luôn. Bây giờ em sẽ lấy cái tay em sẽ bóp cái màu trắng lên luôn. Không có cần cắt cái bằng cái bộ sắt của cái cọ. See, cái cọ thì nó có hai bên phải không? Nhưng mà tại vì em làm French thì em không có cần xay qua xay lại. Em biết là em muốn xài màu trắng ở chỗ tip. Ombre cũng vậy nữa. Lần nào em làm ombre design á, em cũng không có cần cắt đâu. Tại vì em bỏ cái hai bộ trâu lên cái móng luôn để cho nó dễ, để cho nó gọn. Yes, thank you so much you guys. I love this technique too. Lâu lâu cái Cindy sẽ ra cái kỹ thuật rất là dễ. Dạ, có một chị nói là chị Kim Loan Vương hỏi là một hộp đó làm được bao nhiêu lần? Một hộp nó ha, chắc làm tới nhiều khách lắm chị. Mình phải refill cái màu trắng không? Tại vì màu trắng thì mình có một hũ nhỏ, nhưng mà that's why tụi em làm một cái size lớn của màu trắng, màu hồng. Mấy màu nhưng mà nổi tiếng mà tụi em thấy người ta mua nhiều đó, thì tụi em sẽ làm một cái size lớn để cho refill. Nhưng mà chai nhỏ không, nhưng mà có 8 hũ vậy đó, chắc mình làm 100 khách cũng được đó chị. Depend on cái technique. Tại vì phải mình làm ombre thì nó dễ hơn nữa. Mình không có phí cái nào hết á. Cái này nó uổng chút xíu tại vì mình đang cắt cái màu trắng nên mình phải bỏ cái màu trắng. Phải ai mà không muốn hay say không muốn waste. Không muốn không ai mà hà tiện đó. không muốn phí thì mình gom mấy cái màu trắng mình cắt á, mình để chung một cái, mình để thêm ở trên cái móng tay nữa. Sorry em Cindy không biết nói như sao, nhưng mà phải mình hà tiện vậy đó thì mình cũng được. Tại vì cái này không có hư, cái này chưa tiết kiệm. Ai mà tiết kiệm đó thì mình lấy cái mấy cái màu trắng mình cắt da đó, mình gom vô là một móng là đủ. Nhưng mà thôi hôm nay mình xài xiên ha, mình là sang. Ok, so mình phải lựa cái tip nào nhưng mà nó giống nhau cái size của cái nail bed. Phải nó nhỏ quá thì nó không có cắt vừa, phải nó bự quá thì nó cắt cái tròn nó không có đẹp. So mọi người có thấy không? So upside down ha. Bây giờ mình flip cái tip, mình bỏ vô cái nước alcohol chút xíu, mình flip qua and then mình cắt rất là rộng. Very clean. You see that? Yeah. Chị Mindy Lee nó là làm ombre đi Cindy. Ombre hả? Tại nó không có đi hợp với cái set này chị. Nhưng mà ombre thì oh my god, so easy luôn chị. Thôi, để cho mình giữ cái ombre design cho tầng khác đi ha. Không thì Cindy sẽ không có chuyện để nói. Okay, so I'm gonna take the white. Nè, coi nè ha.
mình mua cái kit đó thì nó có một cái squeezer nữa ha mọi người. Cái squeezer nó sẽ phụ cho mình bóp lên cái đâu? Ở dưới này có hả? Yeah. I saw. Yeah, để cho em cho mọi người coi cái squeezer. Bây giờ em không có cần xài nhưng mà trong cái kit đó nó có cái squeezer để cho mình squeeze hết cái hypergel luôn. Ok, nhớ là lần nào mình làm cái technique nào mình cắt đó, mình phải làm cho cái màu trắng đó hơi dày chút xíu trong cái chính giữa. Ý là lần nào mình cắt nó ra thì nó có một cái line, nó sẽ protect cái fringe from cái màu hồng. Phải nó không có cái line dày á, thì cái lá cái màu trắng mình đắp lên thì nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ nằm trên cái màu trắng. Giống nhau, giống mình đắp bột đi, mình cắt cái màu trắng á, thì mình cái màu trắng nó phải dày hơn chút xíu. Ok, so bây giờ cái móng này nó hơi bự ha. So em sẽ lấy cái tip nào mà bự nữa để cho nó vừa. Same size. Ok. Nhâm vô cái nước alcohol này. Xay nó qua. Rồi nó sẽ cắt. Sometimes cái móng bự hơn á thì nó không có được perfect, nhưng mà mình chỉnh sửa nó được, tại vì cái này nó rất là dẻo. Để cho mình chỉnh sửa cái cọ thì nó cứng. Nó vừa để cho mình control. You see that? Beautiful. Okay, so bây giờ mình sẽ hơi đèn. See? Hồi nãy mình có a little bit. I am a tip kiện thì xài cái này nữa. thôi mình dục nó đi ha. Cái tip almond nó cắt rất là đẹp ha mọi người. Cái này kia là almond tip. So cái này mình bỏ qua. Ok, so cái squeezer để cho em cho mọi người coi là cái cách nó xài làm sao. So, phải mình xài sắp hết rồi đó. Ở dưới này nó còn rất là nhiều hypergel ở trong này ha. Nhưng mà cái tay của mình không có được bóp nó ra 100%. So, bây giờ mình lấy cái tube, mình bỏ ở ngoài sau. Ở đây thì mình squeeze ở đây nè. And then mình dặn ở đây. Thì nó sẽ phụ cho cái, see? Nó sẽ ra. Yeah. I don't want to squeeze all the way mà mọi người có thấy không? Nó squeeze very good luôn á. Ở dưới này còn nữa nè. Em sẽ làm thêm. Ok, cái đó là cái cách mình xài cái squeezer. Trong cái kit French thì mình sẽ có cái này. Ai mà muốn mua thêm thì mình có bán nữa. Ok, xong cái màu trắng rồi. Em không có cần chỉnh sửa cái màu trắng cái gì hết á. Tại vì mình cắt rất là đẹp rồi. So bây giờ em muốn bỏ chút xíu kim tuyến ở đây nè. Cái này là một cái cách để cho mình... Cái gì hồi nãy em nói cái chữ nó là... Mình... Che lại cái nail bed nhưng mà không có được đẹp. So ai mà có khách mà muốn cái màu trắng nó ít hơn, so cái nail bed, cái tip nó sẽ show. So bây giờ em sẽ bỏ chút xíu kim tuyến để cho mình che bớt cái nail bed. Nhưng mà hôm nay em không có cái nail bed nhưng mà xấu, em có cái nail bed đẹp. Nhưng mà em muốn bỏ chút xíu kim tuyến để cho nó có. Bây giờ em sẽ bỏ cái kim tuyến trước. Cái kim tuyến này là số 1 của cái Glitter Collection. Cái màu Cotton Candy, cái collection Cotton Candy là màu mới nhất của tụi em. Lát em sẽ cho mọi người thấy hết cái màu ha. So I'm just gonna do this a little bit right here. So very easy. Lần nào mình xài, mình không có làm nhiều đó. Hay mình đắp một màu không á, thì em thường thường em sẽ làm 5 món một lần. And then hơi đèn, như vậy nó không có take time. Dạ, chị Kim Long Vương hỏi là xài bằng alcohol đỡ hôi hơn liquid phải không chị? Chắc chắn rồi chị, alcohol đâu có hôi bằng liquid đâu. Liquid nó có, lần nào mình làm bột nó có primer, nó có nhiều đồ mà nó hôi lắm. Primer rất là hôi, liquid nó hôi nữa. Ở cái món này hồi nãy em quên là em muốn làm design, so em sẽ gật nó ra. Dạ, có chị Lê Thảo nói là chào em, cảm ơn em đã chia sẻ cách làm nail rất bổ ích.
Hello chị Thảo, hello hello. Chị đang sống ở Việt Nam, giờ này khuya rồi. Ồ, phải không? Yeah, nhưng chị rất là thích video wow. của em, nên giờ chị thức để xem video của em đó. Cảm ơn nhiều ha chị Thảo. Dạ, tương lai phải em có cơ hội để em muốn đi Việt Nam để chơi nữa. Em đi lâu lắm rồi. Lâu khoảng mười mấy năm rồi đó. Chắc 15 năm rồi chưa có đi về. Ok, bây giờ Cindy mới lấy cái nước sơn màu gel màu đen nè ha. Cái này là regular gel polish. Bây giờ em muốn outline ở chính giữa này. Thank you guys. Yeah, mai mốt phải Cindy có cơ hội để đi Việt Nam á. Thì nhớ là ghé nói say hi ha. Em biết là June là muốn đi Việt Nam lắm. Sắp tới rồi. Soon. Ok, so bây giờ Cindy sẽ bỏ chút xíu màu đen để cho nó có thôi. Hơi đèn cho nó. Hơi đèn flash here. Cái móng nó em sẽ làm giống như vậy nè. Bây giờ em sẽ làm một cái. Cái này không phải là seashell, nhưng mà tại vì em xài cái màu, cái kim tuyến với cái màu đen đó, nó look like opal. Giống cái gì, cái oyster kia là cái gì? You know, the inside the shell. Nhìn nó giống như biển á. À, xài cừ, giống biển. Yeah. Ok, so cái móng tay là cái này xong rồi. So bây giờ em sẽ cho cái màu đen nó hơ chút xíu. And then em lấy thêm cái màu kim tuyến này. Cái màu kim tuyến số 1 của cái candy đó. Nó very nice. Em thích cái màu này lắm. Nó giống seashell. Ai mà làm cái design biển á thì xài cái này. Ok, hơ đèn nữa. Mỗi lớp mình làm trong cái nail bed thì mình phải hơ đèn ha. Phải nó clear thì mình hơ đèn cho nó sơ sơ được rồi. Mình hơ đèn cho nó 30 giây. Phải nó, cái màu nó rất là solid. Màu trắng ha, màu blue, màu pink cái gì mà nó không có see through á. Giống cái màu trắng xin đi có trong cái nail bed này. Em phải hơ đèn cho nó 60 giây tới 2 phút luôn. Nào cái màu nó rất là lợt, rất là, how to say solid. Đậm. Phải cái màu nó đậm, nó không có see through, nó không có thấy rõ through á. Thì mình phải hơ đèn cho nó lâu hơn nữa. Yeah, cái móng của Cindy là hết là hyper gel ha mọi người. Mọi người thích không? I love this design. Em sẽ bỏ một cái video là em làm cái design này sao ha. Ok, so bây giờ Cindy sẽ lấy cái số 4 này. Dễ nhất á, là mình lấy trên cái thước này mình bỏ lên luôn. Tại vì em biết là em muốn cái màu hồng này ở trên. So em sẽ bỏ hết 5 móng luôn để cho nó dễ. Thằng nào mình thấy cái cách nào mà dễ đó thì mình làm ha. Ok, so bây giờ em sẽ đắp bằng alcohol ha mọi người. Cái này không có mùi. Alcohol 70%. Mình mua beauty supply ha ở đâu. Nhưng mà cái hiệu thì không có cần vấn đề. Nhưng mà cái độ mình phải xài là 70%. Make sure. Phải mình xài 90 hay cao hơn ha. Cái gì đó 100 thì nó sẽ ăn vô cái cọ mình thôi. Nó sẽ work nhưng mà nó sẽ không có work good. Nó sẽ ăn vô cái cọ. Tại vì cái hydrogel sản phẩm này đó mình soak off được. Phải mình muốn tháo da làm bộ mới. Lâu lâu cái mình phải tháo da làm bộ mới. Thì mình sẽ nhâm vô cái acetone. Ok, so bây giờ Cindy sẽ tap cái cọ. Em lấy cái cọ, em tap, bởi vì mình kêu cái sản phẩm này tap. Mình không có cần đè nặng đâu. Chị Kim Loan Vương nó đẹp lắm chị. Cảm ơn chị. Dạ, cái màu này á, là một cái là nó extra design. Để lát mình để bông 3D lên nữa. So cái màu hồng á, em sẽ đắp nó mỏng hơn cái màu trắng. Hai lát em vũ đó thì nó bằng nhau. Em không có cần bỏ cái màu hồng lên cái màu trắng đâu. Bởi vì em nói là hồi nãy đó mình đắp cái màu trắng nó phải cao hơn. Cao hơn một tí thôi. Để cho nó không có bị mắc tiêu cái French line. Ok, so bây giờ em sẽ lấy cái nước alcohol để đắp. Nhưng mà phải mình đắp nó dày quá thì không sao đâu ha mọi người. Tại vì lát nó khô quá, mình vũ nó một lần là nó dễ vũ hơn bột. Tại vì cái này nó mềm, nó dẻo hơn. Mình vũ thì mình không có cần nặng tay nữa. Mình làm hypergel nguyên nhà đâu có mệt đâu. Tại vì mình không có hửa mấy cái mùi, nhiều cái chemical.
khách cũng thích nữa, khách phái lắm á. Mẫu em nè, phải cậu được lựa chọn bột ha, dip ha, hybrid á. Nè, là Dương muốn cái nào? Hybrid, so light mà nó không có mùi. Không có mùi, nó nhẹ. Mà nó last long. Last long nữa ha. Yeah. Yeah, lần nào em làm một bồn tay này đó thì nó khoảng 4 tuần tới 1 tháng rưỡi luôn á. Yeah. Bởi vì cái giá mình phải lấy nó hơi cao chút xíu. Tại vì mình mắc khách 2 tuần. Yeah, mình làm cái bộ này để cho mọi người khỏe, nhưng mà mình không có được kêu họ trở về lẹ quá nữa. Yeah, 4 tuần thì feel, 3 tuần, 4 tuần feel. Dạ, Phước Thanh Huỳnh có nói là Cindy em làm hay và đẹp lắm, chị có mua hàng của hãng em làm rất dễ. Oh my goodness, thank you so much, Han. Cảm ơn cho cái feedback. Yeah, cái feedback thực sự ha. Yeah, vậy là anh thấy share cho bạn bè biết. Yes. Cùng xài cái sản phẩm này. Yeah. Ở Atlanta đó, tụi em làm demo, có một những khách nói cho Cindy nghe là cổ uổng quá, tại vì khách vô đòi tap nè ha. And then cổ biết là tap là cái gì, nhưng mà cổ nói là sorry, mình không có tap ở đây. Khách nó đi. Bởi vậy mình không muốn đuổi khách, mình không có muốn khách đi. Yeah, so mình phải mắc khách, mắc tiền nữa. Yeah. Yeah. Lần nào mình làm khách xong á thì mình sẽ giữ khách lâu lắm, tại vì cái này là rất là tốt. Yeah, okay. Tốt cho sức khỏe nữa. Yeah. Dạ chị Kim Loan Vương nói là nhiều khi trong mấy tiệm nail không có tap thì thợ sẽ không có cơ hội để làm. Phải rồi. Dạ, mình phải có cái sản phẩm sẵn là mình sẽ giới thiệu cho khách. Phải ai mà có khách mới mà muốn đòi tap á, thì mình có thì mình lấy luôn, mình bắt khách vô. Không á thì mình uổng lắm. Mình kêu nó làm dip hay là mình làm acrylic, nhưng mà thực sự khách á, ai mà làm tap xong rồi đó, họ sẽ thích liền, họ sẽ thích lắm, họ sẽ không có chuyển qua lại để làm dip hay làm bột nữa đâu. Yeah. Ok, mình hơi đèn xong, nó có một cái độ sticky, mọi người có thấy nó bóng bóng như vậy không? So nó khô rồi đó, nó cứng rồi. So bây giờ em muốn chùi bớt cái độ sticky để cho mình dũa. Để em bỏ cái này qua bên kia đi, để cho nó không có bị dính bột. Dính bàn rồi. Ok, so em lấy cái nước alcohol hồi nãy em xài đó. Em lấy cái nước alcohol để mình rửa nó. Hoa tôm khi là đẹp quá. Cảm ơn. French Pink and White là một cái là more là mình bán được, dễ bán, tại vì bây giờ khách đòi French nhiều lắm, họ chưa có thay đổi nhiều đâu. Especially hybrid gel là mình giới thiệu cho khách nào mà muốn more natural. So ai mà muốn more natural thì thích French nhiều. Ombre and cái này là không phải là ombre, cái này là French Pink and White. Yeah. Giống như đồ ăn mà thích organic vậy đó ha. Yes. mình eat healthy lâu rồi đó thì mình quen, mình không có muốn đổi qua để làm mình eat not good no more. Yeah. Em bỏ mấy cái tube này qua bên kia đi. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, so em sẽ đang dũa ha, đang dũa thẳng thôi. Cái tip em xài là C curve, bởi vì hai bên không này nó em phải bảo trọng cái C curve, em không muốn méo nó vô. So cái đầu cái dũa mình á, mình phải lấy cho nó rất là thẳng luôn. Yeah. See? Cái bóng này nó thấy rất là mập phải không? Bây giờ em sẽ em sẽ cho nó diet. Cái này mình dũa khỏe hơn á ha. Dạ, chị Phước Thanh Huỳnh có nói là chị có mua 2 set màu thử và chị đã làm thành công rồi. Yay. I love to hear that, chị. Yeah, cái này đó mình lần nào mình làm cái gì mà mới mình phải practice, mình phải tập thôi. Cái này là không phải là mình mua vô là mình biết liền phải không? Cái nào cũng vậy hết, mình phải làm 2-3 lần thì mình biết hiểu là cái sản phẩm này nó đi làm sao. Nó sẽ nhưng mà cái này nó dễ học hơn. Tụi em có lớp để dạy tap nữa, nhưng mà thực sự ai mà lấy cái lớp này đó nói là oh my god, mình bỏ bột luôn đi, mình làm tháp luôn này, rất là dễ luôn. Ok, bây giờ em sẽ dùa nó thẳng thôi, phải mình đắp kỹ đó thì mình không có cần dùa nhiều đâu, trên cái móng tay
Nhưng mà hồi nãy em đắp dày chút xíu, sợ em muốn dũa cho nó ôm vô. Ok, cái này mình dũa bình thường thôi. Nhớ là phải mình không có chùi bớt cái độ sticky. Và cái chỗ cuticle lát mình dũa bằng máy thì nó sẽ bị dính cái đầu dũa ha. So nhớ là mình phải rửa nó kỹ. Yeah, Helen Dennis Washington, not under staff care under LED UV light. Yes, you can cure LED or UV. LED is faster. So you want to cure this for the base gel is 30 seconds and the hybrid gel, any of the hybrid gel color is 60 seconds LED. So the difference between LED and UV is just twice as long. But LED is very fast, so make sure you have LED lamp. Như cái này nó không có nóng nữa ha. This doesn't heat up like builder gel. There's no heat. Yeah. Okay, so I'm just gonna smooth the top. Yes, you guys can ask me questions in English and in Vietnamese, ha. Ai mà có câu hỏi gì thì hỏi tiếng Mỹ hay tiếng Việt hôm nay cũng được hết. Okay, so now I'm just gonna file around the cuticle. I already cured this for 60 seconds. Each layer you're gonna cure for 60 seconds. Make sure you do not put this on the skin. File around the cuticle and smooth the top. Yeah, cái này nó dễ dũa lắm. So I'll protect the C curve right here. See the tip is a C curve. Yeah, chị Lai Thảo rủ chị Cindy là khi nào rảnh về Việt Nam thăm. Được. Để em làm passport liền. Trời ơi, lâu rồi không có đi international, không biết cái passport đã expire chưa ha. Em nghĩ là năm nay hay năm sau em sẽ travel rất là nhiều. Yeah, Cindy thích travel lắm. Chị Lê Thanh Thảo nói là chị làm nghề móng tay từ năm 16 tuổi lận. Nhưng mà cũng làm thường thôi. À. Bây giờ thì giỏi, giỏi. Bây giờ thì chị lớn tuổi nên là không có làm nữa. Thôi làm chơi đi. Yeah, làm hypergel chơi đi. Tại vì cái này không có mà ảnh hưởng cái health của mình. Dạ, yeah, không có bị ảnh hưởng sức khỏe. Không có ảnh hưởng sức khỏe, cái này nó thoải mái lắm chị. Yeah. Mình làm ở ngoài, mình làm ở trong không sao hết. Em thấy Việt Nam họ đang set up cái tiệm trong nhà nhiều ha. Yeah. Mình bỏ cái bàn ở ngoài xa, ở ngoài cửa. Mình bỏ cái sign lên là mình open for business. Yeah. Chị Phú Thanh Huỳnh hỏi là chị muốn mua set thiên và máy set loại sản phẩm màu hết các loại tháp. Tổng cộng tụi em có bao nhiêu set màu mới rồi Cindy? Oh, okay. So cộng cộng hết đó, mình có 5 set chị. Mình có 5 cái collection. French, Neon Glow, nó glow in the dark. Mình có Bridal Bliss. Ok, để em nói lại ha. French mình có 8 hũ. Màu hồng, màu trắng, màu clear. Neon mình có 9 hũ màu. Neon Glow in the dark. Bridal Bliss mình có 12 hũ. Là kim tuyến, cái màu nó rất là nhỏ dạng để cho mình làm you know, ombre hay làm full color. Cái collection mới nhất nữa là kêu là cotton mình có 9 màu nữa. And candy mình có thêm 20 màu kim tuyến. Để cho chút xíu sẽ để cho xin cho mọi người thấy cái bảng ha. Dạ đúng rồi. Chắc mọi người cũng chờ coi cái bảng đó. Yeah, mỗi lần mình mua collection đó, thì nó sẽ có tặng theo cái bảng này. Also bây giờ mình đang còn cái promotion là một set lớn professional là mình có mua nguyên hết cái sản phẩm luôn là 960. Tụi em sẽ gỡ về cái canvas rất là lớn để cho mình advertise trong tiệm luôn ha. Cái này là promotion cho Mỹ thôi. Với Canada tụi em không có ship tới nổi Việt Nam đâu. But phải ai mà cần cái PDF file để cho mình in ra trong cho tiệm cho khách coi cái sản phẩm hypergel là cái gì đó thì tụi em sẽ gửi qua cái PDF file. Yeah.
Thường em á là giống như em không có giỏi tiếng Mỹ cho nên em nghe canvas em hơi hơi lạ, nhưng mà bây giờ mới hiểu là cái canvas nó giống như cái poster mình treo ở trong tiệm vậy. Phải rồi, cái canvas này là cái một cái poster rất là lớn, nhưng mà nó bằng vải, nó thấy nó quý hơn cái poster bằng giấy. So cái canvas là nó kind of mất tiền nữa ha. Nhưng mà tụi em sẽ tặng theo trong cái collection professional kit. Em biết là trên cái website tụi em đang có canvas này, nhưng mà không có lâu đâu ha mọi người. Chị Phước Thanh Huỳnh ở Na Uy. Norway hả? I don't know in English, Na Uy là... Chắc Norway á, phải không? I think so. Norway lạnh phải không? Yeah, chắc. Ở đó lạnh đúng không chị Phước Thanh Huỳnh? Tiểu bang Europe á. Mấy cái tiểu bang mà up in Europe, họ xài hydrogel nhiều lắm. Yeah, tại vì cái này là một cái mà họ thích lắm, tại vì cái này more healthy. So, với lại nếu như mà trời lạnh nó cũng không có bị chảy hay là bị khô. Không có gì hết. Đúng mùa hè lạnh, mùa hè nóng vậy thôi. Mùa hè nóng thì nó hơi mềm chút xíu, mùa hè lạnh nó thì nó cứng hơn chút xíu, nhưng mà cũng dễ tắp thôi. Có alcohol là nó bình thường lại. Cho nó uống alcohol là nó bình thường liền. Nó tỉnh liền. Dạ, trước sau Cindy làm nail em muốn uống chút xíu alcohol. Rồi, nói chơi thôi, đâu có dám đâu. Uống thì uống, làm xong mới đi uống, phải không? Before đó Cindy có tiệm ở Las Vegas. Trời ơi, khách dụ đi uống hoài à. Đang làm kêu mi đi uống bia hay uống vodka. Say no, đợi after work mới đi chơi. Nhưng mà làm ở Las Vegas vui lắm ha. Yeah. Khách thì bây giờ họ thay đổi nhiều. Bây giờ mấy đứa nhưng mà trẻ trẻ đi đi cái gì dancing stripper là kiểu gì? Nhảy trong club á, họ đâu có muốn đeo mấy cái đồ nhiều đâu, họ thích French lắm. Biết sao không? Tại French look more classy. Yeah. French look natural. Okay, so Cindy mới rửa bằng alcohol chút xíu để cho nó khô, and then xong thì Cindy sẽ bỏ chút xíu clear. Okay, so when you're done with the French, all you gotta do is put one layer of the clear. This is also from Tap. So clear is universal. You can put this over any foundation. So I'm a muốn sơn cái xài cái nước sơn clear của Tap cho nước sơn gel cũng được nữa. Wow, this cái màu hồng này rất là đẹp á. Hợp cái tay của em á. Yeah. Okay, cái này em để giữ giúp xíu để cho em làm design ha. So when you're all done, you don't have to put a base gel. You just put the top gel over. And this is going to shine for 3 to 4 weeks or until you remove it. Mọi người có thấy cái kim tiếng em bỏ trên giữa không? Nó giống seashell quá. Cái này là số 1 đó ha. Chị Thu Lê hỏi là cho mình hỏi gel này ưu điểm hơn dipping nails ở điểm gì vậy chị? What does that mean? Like the strength, like yes, cái này nó more strong chị. Nó ưu điểm nó là nó stronger than dip, stronger than gel polish, of course, stronger than builder gel nữa. Chưa có strong bằng bột acrylic đâu, tại vì acrylic là rất là strong, rất là cứng. Cái này là strong tại vì nó có bột với gel together. What mean is the advanced from Tap? Oh, advanced like technique, like product? Or? Yeah, product nó có, how I say in English? Like we have the strong and the weakness, and then. Oh, okay. Yeah. So what like, is like a pro one? And con? Mm-hmm. So the pro, the con, and the pro, the good about hydrogel là nó không có mùi đi. Nó dễ xài, nó có rất là nhiều màu để cho mình chữa lọ, chọn lựa. And nó sẽ giữ lâu, nó sẽ giữ tới 3-4 tuần nữa. And một cái tốt nhất là khách
nói hoài đó là cái này rất là nhẹ. So it's very light, odor free, easy to use, many colors to choose from, more healthy than anything in the market right now. More healthy than dip, more healthy than acrylic. The negative about it is there is no negative. Em không có biết cái nào là nó không có tốt hết rồi, ha. Yeah, tại vì không có ai mà tới tìm em nói là I want to take it off and do acrylic again. You know, maybe ai mà đeo cái móng rất là dài đó thì cái này nó không có hợp. Tại vì cái này nó có một cái dẻo, nó more flexible than acrylic. That's the only thing I can think of. Yeah. Ai mà đang xài hybrid bây giờ đó thì không có cái gì tốt đó, thì nói cho em nghe đi. Tại vì em cũng không biết cái gì không có tốt hết á. Yeah. Love this product. Yep. Everybody loved this product a lot. Yeah. I don't know. Không có phải hủy liquid every day. Oh my god, nhức đầu luôn. Yeah. So bóng này thì em sẽ bỏ chút xíu glue gel ở đây nè để cho em làm design bông. Cái này là không có nhức đầu ha. Không có nhức đầu luôn. No, không có mệt. Tại vì you know, mình hở cái mùi cái gì mà nó strong quá mỗi ngày đó thì cái body của mình nó mệt lắm. So, I'm gonna do a little bit of rhinestone. Chị Thu Lê có nói là tương tự với dipping system nhưng mà em thấy nó khác với dipping đúng không chị? Tại vì rất là khác luôn. Tại dipping nó có nhiều step. Mình phải nhớ step 1, step 2, step 3, step 4. Trời ơi, sometimes step 5 nữa. Mm-hmm. Cái này mình có cần step gì đâu. Mình có alcohol, mình tắp. That's it. Yeah. And then dipping, sometimes cái chai mà mua cũng mấy cái hiệu nó bị cay á, phải không chị? Nó cay mắt. Yeah. Yeah, nó sẽ cay cái mắt của mình. Mm-hmm. Làm lâu á, cái độ, cái mặt độ của mình nó sẽ bị yếu á ha. Yeah. Có nhiều thợ đang đổi qua để from dip tới tap ha. Yeah. Tại vì dip thì nó sẽ sometimes cái glue nó sẽ ăn vô cái da mình. Mm. And không phải là thợ không mà khách nữa, khách nói là you know nó xài lâu thì nó không có được tốt cho cái skin. Oh. Yeah, so there's a lot of different things. Yeah, that's a lot. Nhưng mà dip đang kiếm tiền ở trong tiệm, sao mình đừng có lấy nó ra. Mình mm-hmm. muốn add thêm vô hybrid gel thôi. Mình phải add vô service. Cái nào mà thấy được mà kiếm tiền bây giờ đó thì mình đừng có cancel. Mm-hmm. Yeah, you just have to keep continuing to add and upgrade cái service trong tiệm mình. Yeah, đúng rồi. Để cho khách nó lựa chọn nhiều mm-hmm. nhiều cái. Mai mốt phải mình có nhiều khách mình làm hybrid gel hết đó, thì mình có cái cơ hội để cho mình lấy cái sản phẩm kia đó thì mình như là mình lấy ra. Cái này thì thêm một cái option cho khách hàng thấy mình có nhiều service. Yeah. Mua vô cái sản phẩm nào nó có mắc đâu. Yeah. Mình phải invest mà, mình phải try. Mm-hmm. Okay, so bây giờ Cindy sẽ lấy cái glue gel bỏ mấy cái bông 3D này. Cái này so easy để cho mình kiếm tiền luôn đó ha. Em là người business woman bởi vì cái gì em làm á em phải kiếm tiền. Cái gì mà em thấy khó em không làm đâu. Thật sự á cái nghề này em làm rất là lâu rồi, 20 mấy năm rồi. Em thấy cái nào mà dễ đó thì em bỏ cái kia. Cái nào mà khó là em sẽ bỏ liền. Forget it. Nhưng mà tụi em không có khách nào mà return cái sản phẩm này. Yeah. Maybe 3 năm có một người thôi tại vì họ nói là khó quá, họ không muốn try. Họ không muốn practice. Cái này too new for them. Yeah, right? That's not my problem. Tại vì họ thấy mới quá, chưa có khách ai đòi thì họ không muốn làm nữa. Trời ơi, cái sản phẩm mới mà phải mình không có quảng cáo cho khách thì khách đâu có biết đâu phải không? Yeah. Không phải là bây giờ là giống dip đâu. Khách vô là hỏi dip. Bây giờ đó là mình muốn push cái sản phẩm nào mà tốt hơn thì mình phải nói cái câu cho họ nghe. You know, mình có cái new service kêu là hybrid gel này ha. Cái này nó more healthy, nó more natural, this and that. Anything that you need to tell them. Mm. It's very easy. Yeah. Để cho mình advertise. Mình đừng có làm biến. Làm biến thì không có được kiếm thêm tiền. Okay, so I'm just gonna use, pick up
em bỏ chút xíu keo chính giữa cái bông, tại vì trên trong cái chính giữa thì mình không có cần bỏ gel, bỏ keo thì nó dễ hơn. Cái này em chưa có hơi đèn ha, sẽ em bỏ thêm chút xíu keo để chính giữa để cho mình bỏ mấy cái hộp này. So nhớ là cái set này là có 10 màu bông, rất là dễ thương. Very cool. Cái này em sẽ lấy thêm tiền. Nothing's for free, honey. Okay, so I'm just gonna leave like that. Okay. Tại vì em chưa hơi đèn, em sưng lâu rồi. So bây giờ em sẽ make sure. Oh, cure xong rồi ha. So em sẽ make sure là em clean hai bên khom này không có bị chảy. Okay, bỏ vô máy em. Okay, so bây giờ xong hết rồi, để cho em cho mọi người coi cái collection 5 set luôn ha. Okay, so collection French là mình có 8 màu. Cái này là một hộp nó có đồ nhà luôn ha. À, chị Kim Loan hỏi là làm bộ này thì lấy bao nhiêu tiền? Chắc em sẽ lấy 85 đồng á. Tại vì cái này là nó không phải là long quá, nó không có dài quá, với nó có design, với nó có French nữa. French trong tiệm em á, thì em lấy 75 đồng thường rồi. Nhưng mà cái này nó có kim tuyến với nó có hộp xoàn. Nhưng mà em không muốn cho khách chạy, so em sẽ lấy nó 85 đồng thôi. Nhưng mà nhớ ha, cái này cái giá là basic thôi. Ai mà là nail tech mà lâu nhài mà có nhiều khách rồi đó, là more high end á, em biết là họ sẽ tính cái này 125 tới 150 luôn. So nhớ cái giá em nói là bình thường thôi. Ok, so cái set này là French 8 màu. Cái set này Neon Glow 9 màu. Cái set Bridal Bliss 12 màu, kim tuyến. Cái set Cotton, cái màu trắng này là rất là đẹp ha mọi người. Cái này là em xài cho Pink and White. Cái này ai mà muốn trắng hơn á là xài cái màu nó. Cái này là Cotton, nó thêm có 9 màu nữa. Cái màu kim tuyến này mới nhất là có 20 màu. Tụi em sắp ra thêm màu nữa. Ok, so mua nguyên cái collection này thì tặng theo cái color chart, 5 cái color chart để cho mình cho khách lựa chọn cái màu. And also tụi em sẽ gỡ về một cái poster rất là lớn nữa. Ok, so let's see the finish. Oh, beautiful. Đẹp quá, đẹp quá. Mọi người thích không? Cái này là một cái full set mình làm ở trong tiệm liền. Cái này sẽ dễ kiếm tiền. Cái này là pink and white with a little bit of glitter. So, ai mà thích thì thả tim dùng cho em đi ha. Nhớ là mỗi tuần Cindy sẽ làm live thứ này là thứ gì? Dạ, thứ năm. Nhớ là thứ năm khoảng 1 giờ tới 3 giờ Cindy sẽ lên live. So, ai mà có cơ hội để coi thì nhớ bỏ lên cái schedule ha. Ai mà có câu hỏi gì nữa đó thì nhắc thêm cho Cindy, Cindy sẽ phụ cho mọi người trả lời để cho mọi người xài tab rất là nhiều. Thank you ha. Cảm ơn mọi người. I hope you guys like this. I will see you guys again next week, next Thursday. Have a good weekend, everybody. Cảm ơn nhiều ha. Bye bye.